nghệ sĩ hài Thái Sơn và Cường Cá gợi hình ảnh phàm ăn của Tô Đại. Mới đây trên trang Facebook, Chu Hồng Quý đăng một clip ngắn, trong đó hai nghệ sĩ hài Thái Sơn và Cường Cá đã nhại lại hành động rắc muối của thánh rắc muối Dịt Bếp nổi tiếng. Còn nhớ, cũng chính vì hành động nhại hình ảnh rắc muối của Dịt Bê mà nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm, tức Peter Lâm Bùi, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2022 và bị kết án tới 5 năm 6 tháng tù giam. Nhại lại hành động rắc muối nổi tiếng của Dịt Bê cũng là một trend, là một trào lưu một thời của các Facebooker hoặc các TikToker trên khắp nơi. Tuy nhiên ở Việt Nam thì khác, khi một ai đó nhại lại hành động rắc muối của Dịt Bê thì người dân lại liên tưởng đến bữa tiệc xa hoa mà ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam đã ăn tại London vào năm 2019 và bị lộ hình ảnh vào năm 2021. Nghệ sĩ Cường Cá rắc hành. Lương của vị bộ trưởng này chưa tới 600 bảng Anh, nhưng ông ta lại dám ăn một bữa ăn xa hoa có giá từ 2 đến 3 lần tháng lương của ông. Khi hành động há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng bị đưa lên mạng, dân chúng bất bình bàn tán. Tuy nhiên, ít ai dám chỉ trích công khai trên mạng xã hội Facebook chính danh. Thường người ta chỉ nói trong lúc trà dư tiểu hậu, bởi lời nói gió bay không để lại bằng chứng gì. Chỉ có Peter Lâm Bùi thể hiện thái độ thẳng thắn bằng cách nhại lại hành động rắc muối của Dịt Bê ngay trên Facebook chính chủ của mình, và anh được mệnh danh là Thánh Rắc Hành. Bùi Tuấn Lâm, chủ của Facebooker Peter Lâm Bùi, là một Facebook phản biện xã hội và là một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ. Từ lâu, công an đã đưa anh ta vào danh sách đen, tù nhân dự bị. Tuy nhiên, vì Tô Lâm không chịu đựng được bị người ta chửi xéo mình bằng hành động rắc hành, nên đã cho công an Đà Nẵng bắt Bùi Tuấn Lâm với bằng chứng là 19 bài viết đăng công khai trên Facebook cá nhân của anh. Tô Lâm trả thù thành công đối với Bùi Tuấn Lâm với bản án 5 năm 6 tháng tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu chống nhà nước, chứ không thể kết án về tội rắc hành, vì không có luật nào quy định rắc hành là tội cả. Nghệ sĩ hài Thái Sơn cũng rắc hành. Ăn thịt bò rát vàng là một vết nhơ không thể gột rửa của ông Tô Lâm. Nếu ông Tô lơ đi mặc kệ thánh rắc hành Peter Lâm Bùi, thì có thể người dân đã không mặc định rằng hành động rắc hành là gợi lại hình ảnh đớp bò rát vàng của ông bộ trưởng tại London. Có thể nói cách hành xử rất tư thủ của ông bộ trưởng đã khắc lên vết nhơ của ông vào tâm trí của người dân cả nước. Có thể hai nghệ sĩ hài Thái Sơn và Cường Cá chỉ nhại lại hình ảnh được gọi là trend ấy để gây tiếng cười, chứ không có ý định vuốt râu hổm dữ Tô Lâm. Và có thể họ cũng chẳng biết scandal này của ông Tô Lâm, tuy nhiên việc nhại lại Dịt Bê bằng hành động rắc hành lại chạm vào nọc của Tô Lâm, chắc chắn sẽ khiến ông Tô không vui. Hình ảnh ông Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng có rất nhiều ý nghĩa khác nhau mà mạng xã hội đã đưa ra phân tích và bàn tán. Có người cho rằng đó là hình ảnh của một kẻ phạm ăn, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu không phạm ăn thì sao ông Tô Lâm lại tham gia bữa tiệc xa hoa trị giá tới 1.500 bảng Anh này? Nếu không phạm ăn thì Tô Lâm lấy đâu ra tiền để nuôi con gái du học Anh Quốc với giá được cho rằng tới hàng trăm ngàn bảng mỗi năm? Chưa có một quốc gia nào được dung túng cho quan tham như ở Việt Nam. Nếu ở một nước dân chủ, việc bộ trưởng dùng bữa ăn hơn 2 tháng lương trong chuyến công tác, tức là khi ông ta tới thăm cả mộ các Marx và bị đưa lên mạng như thế, thì chắc chắn sẽ bị điều tra, quan chức đó sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên ở Việt Nam thì không sao cả khi người ấy thuộc phe đốt lò. Việc Tô Lâm kéo quân đến nhà các quan tham để bắt người cũng chẳng đẹp đẽ gì, bởi đó chỉ là kẻ phạm ăn này bắt kẻ phạm ăn khác mà thôi. Những hình ảnh này chỉ bộc lộ sự bẩn thỉu của chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin nghệ sĩ hài Thái Sơn và Cường Cá gợi hình ảnh phàm ăn của Tô Đại. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.
vụ án Vạn Thịnh Phát kết thúc, Tổng Trọng thua 2 Nhật đến 3-0. Phía nhà cầm quyền cho biết đại án Vạn Thịnh Phát sẽ được Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử trong gần 2 tháng, từ mùng 5 tháng 3 đến 29 tháng 4. Số lượng bị cáo trong vụ án này rất lớn, lên đến 86 bị cáo. Nội dung xét xử có hành vi chiếm đoạt tới 304.000 tỷ đồng của SCB. Ngoài bà Trương Mỹ Lan là nhân vật chính, 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước, 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn. Vụ án Vạn Thịnh Phát kết thúc nhưng chẳng thấy bóng dáng hai Nhật đâu. Có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Trong đó, riêng bà Lan có 5 luật sư bao gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thành Đức. Bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào ngày 8 tháng 10 năm 2022 sau 14 tháng điều tra, đến nay hồ sơ đã khép lại. Tuy nhiên, bóng dáng của nhân vật đỡ đầu cho bà Trương Mỹ Lan thì vẫn không thấy xuất hiện. Điều đáng nói là sau khi Tô Lâm cho bắt Trương Mỹ Lan thì mới khui ra tội của đại gia Nguyễn Cao Chí, rồi từ ông Nguyễn Cao Chí mới lòi ra đàn lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng. Kết quả, đàn lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng từ bí thư đến chủ tịch đều phải bị bắt giam. Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã có rất nhiều cái chết bí ẩn, kỳ lạ. Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt 2 ngày, ngày 6 tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, đột ngột qua đời. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Còn sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt 2 ngày, thì bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người bị bắt cùng ngày với bà Lan đã qua đời trong trại tạm giam. Điều kỳ lạ là báo chí nhà nước đồng loạt xóa tin về cái chết bí ẩn này của bà. Xa nữa là cái chết của Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng của Bộ Công an Việt Nam. Ông này đã chết vào ngày 18 tháng 2 năm 2014. Ông Ngọ chết chỉ một ngày sau khi có quyết định đình chỉ chức Thứ trưởng Bộ Công an vì tội làm lộ bí mật nhà nước. Cái chết của ông xảy ra sau khi cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalize Dương Chí Dũng khai đã nhận của bà Trương Mỹ Lan 20 tỷ đồng, tức là tương đương 1 triệu đô la Mỹ, để chuyển cho ông Ngọ. Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu những người liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã bị đưa ra trừng phạt hết hay chưa? Câu trả lời là chưa. Có những con cá gọc rất lớn nhưng vẫn thoát sau khi Tổng Trọng tung lưới bắt Trương Mỹ Lan. Những cái chết đột ngột của những người có liên quan đến bà Lan và Vạn Thịnh Phát đã ngắt mạch điều tra. Còn mạch điều tra đấy dẫn đến ai, quan chức nào thì cho tới nay vẫn chưa có lời giải đáp. Cái chết của Nguyễn Tiến Thành và bà Nguyễn Phương Hồng rất có thể là để cứu ai đó khỏi rơi vào vòng lao lý. Hai Nhật đang là tảng đá rất lớn mà Tổng Trọng húc mãi không đổ. Vạn Thịnh Phát bắt đầu phất lên từ khi ông Lê Thanh Hải lên làm Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan trở thành bà trùm bất động sản là lúc ông Lê Thanh Hải vào Bộ Chính trị và giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tới hai nhiệm kỳ. Vào năm 2006, Lê Thanh Hải trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, thì từ năm 2007, Vạn Thịnh Phát bắt đầu thâu tóm bất động sản, đất vàng tại các vị trí đắc địa nhất của Sài Gòn. Đã có ít nhất 3 lần ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Lê Thanh Hải. Lần thứ nhất là bới ra sai phạm của Thủ Thiêm. Lần thứ nhì là cho bắt Lê Tấn Hùng, em trai ông Lê Thanh Hải. Lần thứ ba là bắt bà Trương Mỹ Lan. Nhưng cả 3 lần đều không thể làm gì được hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải. Hiện nay Tổng Trọng đã gần đất xa trời, rất khó để ông làm thêm một đợt nữa tấn công vào xào huyệt của Lê Thanh Hải. Cơ hội quật ngã Lê Thanh Hải xem như đã kết thúc đối với cuộc đời của ông Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vụ án Vạn Thịnh Phát kết thúc, Tổng Trọng thua hai Nhật đến 3-0.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.